Gần đây thì trong các cái đề thi thử trung học phổ thông quốc gia thì người ta rất chuộng cho các cái bài bất tức tích phân ha. Thật ra mình thấy cái sự phù hợp thì nó không phù hợp. Tuy nhiên ở đây mình sẽ quan tâm đến cái việc giải quyết bài toán, chứ không quan tâm đến việc cái bài toán nó có phù hợp với học sinh trung học phổ thông hay không ha, có phù hợp với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hay không. Mình tự xử lý cái bài bất tích phân này ha. Thì trước hết mình sẽ làm cho cái giả thiết này trở nên đơn giản hơn. Tất nhiên để nguyên như thế này chúng ta làm cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ tính toán người thấy nhìn có vẻ cồng kềnh phiền phức ha. Ta biến đổi cái giả thiết này khi sử dụng cái giả thiết bên đây thì nó đơn giản hơn như thế nào ha. Ta viết lại ha, ta có 8 phần 15 lớn hơn bằng, chúng ta khai triển cái bình phương bên hiệu hai bình bình phương của hiệu trong này ha, rồi ta dùng tính chất tuyến tính của tích phân ha, tích phân của tổng bằng tổng hay tích phân đại khái vậy, chúng ta sẽ có được cái điều sau: 16 lần tích phân từ 0 đến 1 f(x) ta có bằng. Rồi trừ 8 lần tích phân từ 0 đến 1 ít nhân f(x). Đấy. Rồi cộng tích phân từ 0 đến 1 ít bình phương đi. Chúng ta sử dụng cái giả thiết bên trên này nè, tích phân của x f(x) trên đảo 0 1 thì nó bằng 0. Thì ta sẽ có được cái viết phải này chính là 16 lần tích phân từ 0 đến 1 f(x) tất cả bình. Rồi cộng cho 1 phần 3. Từ đây chúng ta sẽ suy ra. Do đó chúng ta nhận được tích phân từ 0 đến 1 f(x) bình phương điểm thì nhỏ bằng 1 phần 80 ha. Các bạn có thể tính toán chi tiết ha. Rồi, tiếp đến chúng ta có thể có một cái liên tưởng như sau. Trong đây, các giả thiết của chúng ta liên quan đến các cái tích phân sau. Ngoài cái giả thiết và cái mà cái hàm, cái biểu thức mà chúng ta cần tính tìm giá trị lớn nhất thì nó đều liên quan đến tích phân từ 0 đến 1 ít nhân cho f(x) này. Tích phân từ 0 đến 1 x bình phương f(x) đi và tích phân từ 0 đến 1 f(x) bình phương, thì những cái số hạng này nó liên quan mật thiết đến cái biểu thức sau: tích phân từ 0 đến 1 f(x) trừ a x trừ cho b x bình tất cả bình phương để ha. Chúng ta khai triển ra thì trong đây cái bình tổng cái này nè, khai triển hằng thức nè, diễn ra sẽ có tất cả là 6 số hạng ha, thì trong đó có 3 số hạng là này, thì chính vì điều đó chúng ta có thể liên kết với cái tích phân này ha. Đây là cái góc nhìn toán sơ cấp thôi. Còn toán cao cấp thì có thể người ta sẽ có những cái góc nhìn hay hơn, thay vì có cái chỉ dừng lại ở góc nhìn thô sơ này ha. Với AB, A thuộc tam số thật, B thuộc khoảng không vô cùng. Tất nhiên ở đây chúng ta chỉ cần xét B thuộc tam số thật, không cần nhất thiết B dương ha. Nhưng một lát nữa chúng ta sẽ cần đến B dương. Các bạn suy nghĩ xem tại sao chúng ta cần đến B dương ha. Nó sẽ liên quan đến cái mục tiêu của chúng ta nè. Ta đưa ra cái đánh giá này, mình tích phân này luôn nhỏ hơn bằng một cái hằng số ha. Trước hết chúng ta sẽ đánh giá nó nhỏ hơn bằng một cái biểu thức chứa a và b, với mọi a thuộc tập số thật, mọi b thuộc bằng không vô cùng. Sau đó chúng ta sẽ tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức đó với những cái ràng buộc như thế này. Ta có hiển nhiên không này, nhỏ hơn bằng, viết ra ngoài lề luôn ha, để cho đủ chỗ.
không nhỏ bằng tích phân từ 0 đến 1 f(x) trừ cho ax trừ cho bx bình phương, tất cả bình phương đều tất khai triển thì nó ra bằng tích phân từ 0 đến 1 f(x) tất cả bình thì cộng cho a bình phương tích phân từ 0 đến 1 x bình phương dx cộng cho b bình phương tích phân từ 0 đến 1 x mũ 4 dx rồi trừ 2 lần a tích phân từ 0 đến 1 x nhân cho f(x) dx. Mình cố gắng viết ra ngoài lề nhưng cuối cùng nó vẫn còn thiếu hai số hạng ha, trừ 2 lần b tích phân từ 0 đến 1 x bình phương f(x). Okay. Và số hạng cuối cùng là cộng 2 lần AB phân từ 0 đến 1 x mũ 3 đi. Chúng ta khai triển rút gọn làm cho nó gọn gàng nhất có thể ha. Đây là mũ 4 nha. Suy ra tích phân từ 0 đến 1 f(x) bình phương này. Cộng cho a bình phương trên 3 cộng cho a một b bình phương trên 5 cái số hạng này bằng 0 ha, vừa giàu vừa tiếc. Đây chính là y nè, trừ 2 b y rồi này là cộng 2 lần ab chia cho 4 cộng ab chia 2 lớn bằng 0. Chúng ta sử dụng cái giả thiết bên trên, không phải cái giả thiết mà là cái mà chúng ta ra từ giả thiết này. Đây, chúng ta đánh dấu cái nhiều lần số 1 ha. 1. Suy ra được tích phân của cái hàm này nè. Nó nhỏ bằng 1 phần 80 ha. 1 phần 80 cộng cho A bình phương trên 3 cộng cho B bình phương trên 5 trừ cộng cho AB trên 2 thì nó tất nhiên nó lớn hơn bằng tích phân này cộng số hàng này cộng số hàng này cộng số hàng bên đây thì sẽ lớn bằng 2 lần BI ha. 2 BI. Ở trên chúng ta có chọn con B dương ha. Các bạn suy nghĩ tại sao chúng ta phải xét chỉ xét B dương mà không có xét B âm. Xét B âm thì chúng ta có thể là chúng ta không đạt được cái mục đích của chúng ta ha. Chúng ta muốn đánh giá y nè nó nhỏ hơn bằng một cái biểu thức chứa a và b ha, sau đó chúng ta tìm giá trị nhận biểu thức đó. Thì chúng ta muốn có được điều đó thì chúng ta phải có b dương thì chúng ta mới rút ra được y nhỏ hơn bằng ha. Suy ra y nè nhỏ hơn bằng cái biểu thức phụ thuộc vào a và b ha, 1/160 b cộng cho a bình phương trên 6b cộng cho b trên 10 cộng cho a trên cho 4 với mọi a FAB được định nghĩa bằng như thế này ha, mọi a thuộc tập số thật mọi b dương ha. Thì chúng ta nếu như cái biểu thức này nè có đạt được có giá trị nhỏ nhất trên cái khoảng trên a thuộc tập số thực và b thuộc khoảng không vô cùng thì chúng ta sẽ có con y nè phải nhỏ bằng giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức s này ha. Ta lại có FAB thật ra trong đây chúng ta cố định b thì đây như là một cái tam thức bậc hai theo a ha. Chúng ta có thể thấy được hệ số A nó dương nè. Thì tam thức bậc 2 này chúng ta có thể đánh giá nè. Nó lớn bằng biểu thức chứa B nha. Thật ra chúng ta có thể phân tích thành bình phương nè. Đặt 1 phần 6B ra bên ngoài. Còn lại chính là A bình phương nè. Cộng cho 6 phần 4. 6 AB trên 4 nè. Vậy chúng ta sẽ cộng thêm là 3 phần B. 3/4 b tất cả bình ha để tạo ra bình phương đúng nè, thì chúng ta trừ thêm
trừ cái sao một phần 6B nhân cho 3/4 B tất cả bình ha, thì nói chung ta thu gọn lại là 1/160 nè, 160B nè, cộng cho B trên 10 rồi trừ 3/32 B ra là 1B trên 160. Thì chúng ta có thể thấy được rằng đó chính là 1/6B nhân cho A cộng cho 3/4 B tất cả bình phương. Còn bên đây á thì ta đặt 1/160 ra bên ngoài, còn lại là B cộng 1/B. Chúng ta có thể chèn thêm con 2 vào, hay ta dùng công thức oxy cũng được. Căn bậc 2 của B cộng 1 phần trừ chứ ha, trừ 1 phần căn bậc 2 của B. Tức là chèn trừ 2 vào ha, 1 phần căn bậc 2 của B tất cả bình phương, rồi cộng cho 2 trên 180 tức là 1 phần 80. Thì nó sẽ lớn hơn bằng F tại trừ 3/4 1 bằng 1/80 với mọi A thuộc mặt số thật B dương. Nhớ dấu bằng xảy ra khi căn bậc 2 của B bằng 1 trên căn bậc 2 của B, tức là B bằng 1 và A cộng cho 3/4 B bằng 0. Như vậy A B bằng 1 và A bằng trừ 3/4. Được ha. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được điều đó. Y nhỏ hơn bằng 1/80. Nó đúng với mọi A thuộc tập số thực, mọi B dương thì nó sẽ cái đánh giá này nè, đúng với mọi A thuộc tập số thực với mọi B dương thì điều này tương đương với Y nó nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất của biểu thức này trên cái khoảng trên khi A thuộc tập số thực và B dương ha. Và chú ý dấu bằng sẽ ra khi và chỉ khi chúng ta phải có là tích phân từ 0 đến 1 x f x chỉ bằng 0 rồi tích phân từ 0 đến 1 f bình phương thì bằng 1/80 nè, và chúng ta phải có f x này bằng dấu bằng này phải xảy ra ha. Muốn có dấu bằng này xảy ra thì fx bằng a nhân x cộng cho bx bình với mỗi x trục cộng 0 1 ha. Nhớ là dấu bằng này xảy ra suy ra fx bằng ax cộng bx bình với mỗi x trục cộng 0 1. Tức là fx bằng trừ 3/4 x cộng cho x bình phương với mỗi x trục cộng 0 1. Thì chúng ta có thể kiểm tra được rằng cái hàm số này sẽ thỏa mãn hai điều trên ha. Rồi, trên đoạn 01 thì ta có thể xác định hàm F như thế này ha. Như vậy ta đã tìm ra được giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức Y, chính là 1/80. Được ha. Cũng không quá nặng nề để chúng ta có thể xử lý bài này ha. Tuy nhiên chúng ta phải có thêm các kiến thức về các kiến thức tích phân. À, chúng ta xem lại một lần nữa. Rồi, chúng ta dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau ha.